ngày 20 tháng 6 năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tham dự tại điểm cầu huyện Nghi Xuân có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Tiến Hưng cùng đại diện lãnh đạo các ngành, các địa phương. Mặc dù năm 2018, thiên tai không xảy ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017, nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng với những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra khắp các vùng miền trên cả nước. Việt Nam chịu ảnh hưởng của 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 212 trận dông, lốc sét, 15 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất, 4 đợt rét đậm rét hại và 11 đợt nắng nóng. Thiên tai làm 224 người chết mất tích, gần 2.000 nhà bị đổ, bị trôi, 31.335 nhà bị ngập hư hỏng, di rời khẩn cấp, hơn 261.000 hecta lúa hoa màu bị ngập, thiệt hại, 29.400 con gia súc, trên 774.000 con gia cầm bị chết, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20.000 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai cũng được chính phủ, các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, làm tốt việc xã hội hóa, kịp thời hỗ trợ, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chính đối với công tác phòng chống thiên tai. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp, rà soát ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ chất lượng tàu thuyền ra khơi, tránh tình trạng bị động, lúng túng khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo kịp thời chính xác. Chú trọng khả năng chống chịu thiên tai của các công trình phòng chống thiên tai, tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Trong việc tổ chức